Ở chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá thịt heo nha quý vị. Heo cái này trên sườn gì chứ? Sườn non là nhiêu ạ? Sườn non này là 120 nha quý vị. Ở sườn non á. Hả? À, 3 rọi 80, đùi 60 ngàn. 3 rọi á quý vị. 3 rọi đó là 80, 3 rọi 80, đùi 60 ngàn. Sườn non này là 120 ngàn 1 kg. 3 rọi 80 ngàn đồng 1 kg. Thịt đùi á là 60 ngàn 1 kg nha quý vị. Heo mà thịt đùi á, nạc đùi á. Này nó bị chói nắng quý vị. Ở đây quý anh chị em á, mà có đặt thịt heo á là ở đây Khang có ship đi nha quý vị. Ship đi những cái loại mà thịt ở đây Khang bán quý vị, là đùi nè, cốc lết nè, đùi cốc lết rồi ba rọi nè, xương non nè, rồi xương này kia rồi đầy đủ hết quý vị. Rồi nha quý vị. Đây là cốc lết đó quý vị. Mới vừa chặt nó vô bịch vậy nè. Giao cho khách hàng á. À, quý vị có mua cốc lết ở đây á, là muốn chặt ra mấy miếng, 1 kg mấy miếng, 1 kg mấy miếng là chục, hơn chục vậy đó. Mình nói là ở đây người ta chặt ra cho mình. Thì cốc lết này có 70 ngàn thôi quý vị. Còn giò này nè quý vị. Giò này á là có 60 ngàn thôi nha quý vị. Còn heo ở đây là heo nóng nha quý vị. Đây á là bán đồ nóng chứ không có phải bán đồ đông lạnh nha quý vị. Có giò heo vậy nè, 60 ngàn ký. Mình muốn chặt ra khoanh để giờ mình lấy vô nấu giò heo á quý vị. Rồi muốn bao nhiêu khoanh là ở đây người ta chặt ra cho mình. Cốc lết cũng vậy quý vị, mà bán cọp sườn heo xuống rồi lấy cốc lết á 70 ngàn một ký mà người ta chặt ra cho mình luôn vậy đó. Về ốp là mình bán thôi. đang quay phim chủ của bịch thịt lại lấy đây luôn. Hết quay luôn. Ôi, đang quay phim cái đầu lại rinh luôn đi. Giao hàng. Thì biết rồi, hiểu. Cái chia sẻ hình ảnh tại xương nhiêu ạ? Xương 50. Xương này nè, xương này nè có 50 ngàn thôi nha quý vị. Xương này á là 120 ngàn đồng 1 kg. Xương á là 50 ngàn đồng 1 kg. Sườn thì 120, sườn non nha quý vị. Sườn non á 120. À, 3 rọi 80. Thì trên màn hình video quý vị đang xem á có số điện thoại của Khang á quý vị. À, mình mua loại nào á là mình gọi trực tiếp nha quý vị.
giá ở đây tại vì là cái giá ở đây là tại vì Khang sát bên lò mổ của chợ đầu mối á, cái giá rẻ lắm quý vị. Đây là cốc lết nè, ba rọi nè, chỗ này đùi. Bây giờ là 7 giờ mấy rồi, thành ra anh Trải rồi, anh bán cũng bớt nhiều rồi. Còn gà ta quá vậy, gà ta con này 2 kg mấy một con á, 80.000 một ký. Mình có đám tiệc kìa quý vị, là cái đặt gà ở đây là Khang ở đây là làm đem đi giao cho mình luôn đó, gà ta đó kìa, 2 kg mấy 3 kg một con vậy. Thịt heo thì đây nó bán chung á, hai bên là Khang bán hết á. Đó, hôm nay mình cập nhật giá thịt heo vậy đó, cho quý anh chị em biết cái giá thịt heo hôm nay vậy nha quý vị. Giá gà ta hôm nay là nó cũng như vậy nha quý vị, 80.000. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.